Lưu Lan và Chức Nữ. Ngày xưa trên thiên đình có một tiên nữ xinh đẹp tên là Viga. Nàng dệt vải rất giỏi. Tiên nữ sống với cha và mẹ của nàng, Ngọc Hoàng và Thiên Hậu của thiên đình. Con dệt đẹp không thưa mẹ? Đẹp như nét đẹp của mặt trăng con yêu. Viga được mọi người yêu mến và tính tình nhân hậu dịu dàng. Ai lấy được nàng hẳn là người may mắn nhất thế gian. Một ngày nọ, lúc đang dệt vải, nàng nghe một điệu sáo tuyệt hay từ xa vang đến. Wow, giai điệu hay quá, không biết tiếng sáo đến từ đâu. Ngày qua ngày, Viga không chỉ thưởng thức tiếng sáo mà còn rất tò mò, không biết ai thổi sáo hay như vậy mỗi ngày. Lần này, mình sẽ tìm hiểu xem ai là người thổi sáo hay như vậy. Viga nhảy lên mây và tìm trên trời. Rồi nàng nhận ra, có vẻ như tiếng sáo tới từ hạ giới. Viga bay xuống trần gian và lần theo âm thanh với đôi mắt nhắm. Khi nàng mở mắt, nàng thấy một cây phỉ thúy ngay phía trước. Và dưới gốc cây, một anh chàng điển trai đang đứng vui vẻ thổi sáo. Viga sững sờ nhìn chàng trai chơi giai điệu du dương này ngay trước mặt nàng. Đây rồi. Viga đứng đó đến lúc chàng trai thổi sáo xong. Chàng mở to mắt và giật mình khi thấy Viga đứng trước mặt mình. Xin chào tiểu thư. Ta có thể giúp gì cho nàng không? Ta theo âm thanh tiếng sáo tới đây. Ta có thể nghe tiếng sáo mỗi ngày từ trên thiên đình. Ta ồn ào quá. Ta xin lỗi đã làm kinh động tới nàng. Lần sau ta sẽ cố thổi sáo nhỏ tiếng lại. Ôi, không không. Thật ra ta hạ phàm để đến thăm chàng. Và cảm ơn chàng vì đã thổi sáo hay như vậy. Nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày làm ta rất vui. Với lại, để ta giới thiệu bản thân. Tên ta là Viga. Họ gọi ta là tiên nữ dệt vải của thiên đình. Còn chàng thì sao? Tiểu thư, ý thần là công chúa. Thần rất cảm kích khi người lặn lội đến trần gian này để nghe tiếng sáo của thần. Xin tuân lệnh người. Phải rồi, tên thần là Ote, một người chăn bò. Thần chơi sáo lúc lũ bò gặm cỏ trên cánh đồng. Ote, một cái tên thật đẹp cho một người điển trai với cây sáo. Ta muốn thể hiện lòng biết ơn với chàng. Chàng có thể yêu cầu bất cứ thứ gì chàng muốn, ta sẽ đáp ứng cho chàng. Không, không, thần không cần gì hết. Thần cảm ơn. Chắc chắn chàng cần gì đó, cứ nghĩ cho kỹ. Và ngày mai ta sẽ quay trở lại. Viga bay về trời để Ontae ở lại ngẩn ngơ. Ngày hôm sau, Viga trở lại hạ giới thăm Ontae. Ontae đang thổi sáo như thường lệ. Khi thổi sáo xong, chàng thấy Viga đang dệt một cái khăn choàng trước mặt mình. Ồ, tiểu thư, ý thần là công... Ý thần là... Viga, gọi ta Viga là được. Ta không cưỡng lại được nên đến ngồi trước mặt chàng. Tiếng sáo nghe còn hay hơn khi ở gần. Cảm ơn. Chàng có nghĩ ra chàng muốn gì chưa? Xin đừng nói không, ta thật lòng đó. Ta chỉ muốn giúp chàng thay lời cảm ơn. Thần có 9 con bò và chị dâu của thần yêu cầu thần mang về 10 con bò. Nếu không, thần sẽ không được ăn tối. Và thần không biết tìm nó ở đâu ra. Nếu người đã muốn giúp thần, thì xin tìm giúp thần một con bò. Trước khi Ontae kịp nói hết câu, Viga đã hóa phép ra một con bò. Hả? Sao người làm được vậy? Dù sao, ta rất vui khi chàng đã có thứ chàng muốn. Còn về bữa tối, hôm nay chúng ta cùng ăn đi. Chàng không cần lo chuyện bữa tối ở nhà nữa. Ontae và Viga ăn tối cùng nhau vào hôm đó. Từ đó, Viga có thói quen đến hạ giới và nghe tiếng sáo của Ontae. Họ cũng bắt đầu dành thời gian bên nhau trên cánh đồng và rất thích ở cạnh đối phương. Ta không tưởng tượng được một ngày vắng chàng sẽ ra sao. Ta cũng vậy, Viga. Và đó là lúc Ontae và Viga nhận ra họ đã yêu nhau sâu đậm. Trong khi đó, trên thiên giới, mẹ của Viga nổi cơn thịnh nộ. Đã nhiều tháng rồi Viga không ở trên thiên đình. Con bé xuống hạ giới mỗi ngày. Có lẽ con bé thích hoa đồng cỏ nội của mùa xuân lúc này. Thiếp đoán là không phải.
vì gà kể với thiếp mọi chuyện. Nhưng chuyện này con bé không chia sẻ. Là chuyện gì vậy? Ôi, người làm cha đôi khi thật vô tâm. Đó chính xác là chuyện chúng ta phải tìm hiểu. Mẹ nàng cho gọi sứ giả của thiên giới. Bà căn dặn hắn để mắt đến Viga vào lần tiếp theo nàng hạ phàm. Ngày hôm sau, khi Viga xuống trần gian, sứ giả theo sau nàng. Hắn ta rất kinh ngạc khi thấy Viga và người chăn bò. Sứ giả ngay lập tức lên trời bẩm báo những gì mình thấy. Thưa thiên hậu, thần rất tiếc vì điều này, nhưng có vẻ tiên nữ Viga đang ở bên một người chăn bò. Ai hả? Người không nghe nhầm đâu thưa thiên hậu. Thần thấy công chúa thân thiết với người chăn bò. Tuy nhiên công chúa dường như rất hạnh phúc. Thần chưa bao giờ nhìn thấy mắt công chúa long lanh như lúc nhìn vào hắn ta. Rõ ràng là công chúa đang yêu. Sao một tiên nữ có thể yêu một tên người phàm chăn bò? Ta sẽ nói chuyện với công chúa lúc con bé về đây. Trời đã khuya rồi, và Viga ôm từ biệt Onte và trở về trời. Khi về đến, nàng thấy mẹ đang đợi mình. Vậy hình như con thích hạ giới lắm phải không? Hạ giới tuyệt đẹp, và thần tiên chúng ta biết rõ nó hơn ai hết. Mẹ đồng ý với con, nhưng có vẻ như con đang dành thời gian ở bên một người nào đó. Ôi mẹ ơi, sao mẹ biết mọi chuyện hay vậy? Đúng vậy, và con muốn nói cho mẹ biết về chàng. Tên chàng là Onte, và con yêu chàng. Yêu hả? Yêu một tên chăn bò hả con? Đừng ngốc như vậy con yêu. Con không thể yêu người chăn bò, con là tiên nữ trên thiên đình mà. Nhưng sao lại không được hả mẹ? Chàng hiểu con, chàng quan tâm con, và... Con chỉ đang bồng bột thôi Viga, mẹ không muốn nghe con nói nữa. Từ ngày mai trở đi, con không được xuống hạ giới. Nhưng mẹ ơi, mẹ không thể làm vậy với con. Mẹ không muốn nghe gì nữa, mẹ muốn con quên tên chăn bò đi và tập trung vào việc dệt vải. Và chỉ như vậy, thiên hậu cấm Viga gặp Onte. Ngày hôm sau ở hạ giới, Onte dẫn đàn bò ra. Tuy nhiên chàng không thấy Viga. Thật kỳ lạ khi Viga vẫn chưa tới. Lúc đó, con bò thứ 10 Viga tặng cho Onte đến gần chàng và bắt đầu nói. Onte, tôi rất tiếc cho anh khi Viga không tới gặp anh. Người biết nói sao? Dĩ nhiên, tôi được mang tới từ trên thiên đình mà. Tôi cũng chỉ là con bò ăn cỏ thông thường, tôi có năng lực đặc biệt. Wow! Bây giờ nghe cho kỹ Onte. Có vẻ như gia đình tiên nữ Viga đã phát hiện ra chuyện tình của hai người và nổi giận. Nàng ấy không được phép hạ phàm nữa. Ôi không, ta cần phải lên trời gặp nàng ngay. Nhưng ta không có phép tiên, ta chỉ là một người chăn bò. Anh đánh giá thấp bản thân rồi. Anh không biết ý chí có thể làm được gì đâu. Ý chí có phép thuật vượt xa cái anh nghĩ. Muốn xem anh có thể làm được gì không? Xem đây, đây là đôi hài phép thuật giúp anh đi lên thiên đình. Đường lên sẽ rất gian nan nếu tình yêu của anh không chân thành. Ta yêu Viga thật lòng, và ta có thể làm mọi chuyện vì nàng. Onte mang đôi hài của bò thần và bắt đầu trèo lên trời. Bò thần nhìn chàng khâm phục khi Onte lên trời một cách dễ dàng. Và tình yêu chân thành là như vậy đó. Onte tới thiên đình trong thoáng chốc và thấy Viga đang ngồi khóc phía ngoài cung điện. Viga! Onte! Onte và Viga ôm nhau trong hạnh phúc. Ngay lúc đó, cha và mẹ của Viga bước tới và trông thấy họ. Chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát rồi, chúng ta phải làm gì đó. Cha của Viga chia tách họ bằng cách tạo ra một dải ngân hà giữa Onte và Viga. Không! Onte và Viga giờ đây bị chia cắt. Bây giờ hai người sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Nghe vậy, Viga tuyệt vọng và bắt đầu khóc. Nàng khóc nhiều đến mức hạ giới gặp mưa lớn và lũ lụt. Thấy tình cảnh đó, chị Bồ Thước ở trong làng bắt đầu tập hợp lại. Nếu mưa như vậy thêm một ngày nữa, ngôi làng này sẽ ngập. Tôi nghe bò thần nói đây là nước mắt của Viga. Onte và Viga đang bị chia cắt. Chúng ta phải làm gì đó.
Chị Mưu Thước, chúng ta hãy tập trung lại và bay lên trời. Chị Mưu Thước tập trung cùng nhau bay về trời. Đến chỗ Onte và Viga. Từng con một, chúng tạo thành một cây cầu ở giữa họ. Tiên nữ Viga, xin đừng khóc. Chúng tôi đã bay một chặng dài đến tận trời cao. Chúng tôi ở đây để làm một cây cầu vững chắc. Và tình yêu của hai người sẽ chứng minh mọi người đã sai. Onte và Viga vô cùng hạnh phúc khi thấy chim ưu thước làm cầu cho họ. Họ nhanh chóng chạy về phía đối phương và ôm nhau. Ôi, ta nhớ nàng nhiều lắm, Viga. Ta rất vui khi được gặp lại chàng Onte. Viga và Onte cuối cùng đã gặp nhau trên cầu. Tuy nhiên, chim ưu thước rất mệt khi phải liên tục đập cánh. Tôi cần phải về nhà với con. Tôi cần phải ngủ. Cánh của tôi đau quá. Chúng ta bắt cầu mỗi năm một lần thì sao? Ngày mùng 7 tháng 7 như hôm nay, chúng ta có thể tập hợp lại và tạo thành cây cầu cho Onte và Viga gặp nhau. Ý kiến rất hay. Như vậy tốt hơn là không được gặp nhau. Đúng vậy. Và như vậy, Onte và Viga nhìn về nhau suốt cả năm và gặp mặt một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm. Đến tận bây giờ, vào ngày 7 tháng 7, Nhật Bản tổ chức lễ Tanabata. Hy vọng hai ngôi sao của chòm sao Onte và Viga có thể gặp nhau.